gia đình là cái nôi và là nơi gìn giữ văn hóa dân tộc trong quá trình đồng hành cùng lịch sử dân tộc gia đình Việt Nam không ngừng bồi đắp những truyền thống tốt đẹp là dòng chảy liên tục và bền vững tạo nên một diện mạo văn hóa hết sức độc đáo dưới tác động mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hệ giá trị của gia đình Việt Nam đã và đang có những biến đổi như thế nào những giá trị truyền thống của gia đình được gìn giữ trao truyền và lan tỏa như thế nào để tạo nên tảng vững chắc cho xây dựng gia đình hiện đại. Đây sẽ là nội dung chính của cuộc tọa đàm Văn hóa sức mạnh nội sinh, chủ đề nếp nhà ngày hôm nay. Kính thưa quý vị tham gia vào chương trình tọa đàm Văn hóa sức mạnh nội sinh ngày hôm nay, là sự góp mặt của hai vị khách mời. Xin giới thiệu giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Bùi Quang Thanh đến từ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Xin chào khán giả truyền hình, chào em MC Thanh À xin được giới thiệu nhà thiết kế trẻ người Mông Sa Bình vâng xin chào anh sĩ rất cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay của chương trình à, thưa ông thanh người ta thường hay nói rằng gia đình chính là một nơi để à, hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người ông nghĩ sao về vấn đề này ạ à? vâng gia đình theo cái khái niệm nói chung ấy thì nó là một cái tế bào xã hội nhưng đồng thời cũng chính là một cái thiết chế xã hội và trong phạm vi gia đình ấy, thì nếu như gắn với gia đình truyền thống ấy, thì nó được cấu tạo ra từ một cái nền tảng là cái văn hóa làng vì khép kín vì vậy mà gia đình ấy nó chứa chất tất cả những cái hoạt động gắn với sản xuất vật chất, rèn luyện thể chất, quan hệ giữa con người với con người và những cái sinh hoạt tinh thần, văn hóa tinh thần, đời sống tín ngưỡng tâm linh, rồi gắn với những phong tục tập quán vân vân của các thế hệ gia đình hạt nhân như vợ chồng con cái rồi thêm các thế hệ cao tiểu tuổi hơn như ông bà các cụ kỵ vân vân. Thế thì nó gia đình nó bao hàm gần như mọi thứ gắn với cái quá trình sinh ra lớn lên của con người trong cái mối quan hệ huyết thống hoặc mối quan hệ nuôi dưỡng hoặc mối quan hệ hôn nhân có thể nói là những yếu tố của văn hóa trong mỗi dân tộc như là ngôn ngữ, phong tục tập quán này, trang phục, ẩm thực, những nét phong tục như là ma chay, cưới hỏi, thờ cúng tổ tiên được cả thực hành thường xuyên trong các gia đình chính là cách để trao truyền và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với anh Sa Bình thì à, à, câu chuyện này có đúng không ạ? À, vâng, với có thể thái được hiện tại với cái sự phát triển của xã hội và đặc biệt là giới trẻ có những cái sự thay đổi nhất định. À, có thể ví dụ như trong cái đám cưới của người Mông thì thuần túy của một cái đám cưới của người Mông họ không có cái cổng hoa hoặc là không có một cái sân khấu, không có uh, nhạc trống nồi rất là nhiều thứ nhạc cụ hiện đại trên đáy hoặc là lên trên đó ca múa hát. À, tuy nhiên là với cái sự phát triển của xã hội hiện đại thì hiện nay các bạn trẻ cũng đã có những cái gọi là kế thừa từ cái truyền thống đấy và phát triển ra những cái thực hành mới. Tuy nhiên là ở góc độ có thể nhìn nhận ra rằng dù là cái thực hành khuôn máu truyền thống hay là kế thừa và phát triển đi lên thì tránh những cái cách thức thực hành đó sẽ là cái cốt lõi để tiếp tục giữ gìn và phát triển cái văn hóa truyền thống của các tập người thì hoàn toàn là chính xác. Các cái cách thức giáo dục về nhân cách đạo đức làm người từ bé đến lớn trong phạm vi các thành viên trong gia đình ý, thì nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào sinh kế, tùy thuộc vào nghề nghiệp và tùy thuộc vào nhận thức trách nhiệm của từng người. Thế thì trên cơ sở đó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu nghiên cứu để có những cái chính sách phù hợp, chính sách vĩ mô của nhà nước đối với cái bảo vệ, xây dựng cái giá trị văn hóa gia đình. Thứ hai nó là khai thác phát huy nó. Cái thứ ba nữa là làm sao để cho những các cái giá trị văn hóa ấy nó phù phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh phát triển của xã hội nói chung. Ôi, dậy thôi mình ơi. Mình đã dậy rồi đấy à? Dậy sớm thế? Ui giời, gà gáy là tôi phải dậy ngay. ui may quá, sáng mùng một mà bếp nhà mình vẫn đỏ lửa từ hôm qua cho đến giờ. Dự là năm nay may mắn lắm đấy. Ừ. Thế để lát nữa em đi lấy nước Còn mời anh em họ hàng đến chúc Tết mình nhờ Ừ Mà vào gọi ABA A kia dậy đi Để nó còn gánh nước cho mình chứ Nó đi học cả năm ở trên thành phố rồi Tết nhất mới được về đến nhà Phải cho nó làm để quen với phòng tục tập quán của quê hương mình đi Thôi Mùng một người ta còn kiêng gọi nhau Cứ để cho chúng nó ngủ Ừ Đừng có mà chiều các con quá nhé phải dạy cho chúng nó biết làm các món ăn truyền thống như là bánh dày này, thịt gà, thịt lợn nữa chứ. Sau này mà lấy vợ gả chồng không biết làm, người ta cười cho đấy. Ừ. Thì tôi vẫn đang dạy chúng nó đấy chứ. Thằng AB nhà mình á, bây giờ nó còn biết làm cả mèn mén với lại bánh dày nữa đấy. Hôm qua ông ăn mèn mén là con nó nấu cho ai. Ông thấy có ngon không? Ừ, cũng ngon. Chuyện mẹ nó dạy mà lại chẳng nhẽ mẹ khéo con lại vụng mình nhờ mà cũng may tôi lấy được người vợ khéo léo đảm đang như mình à, quần áo này mà mình may cho tôi ý, đi đâu người ta cũng khen ừ, đúng là mát mày mát mặt thế thì mình phải cảm ơn mẹ vợ với bà ngoại của vợ không có mẹ không có bà ngày xưa dạy tôi may vá thiêu thùa có mà bây giờ chẳng biết làm cái gì ý. đúng phải cảm ơn mẹ và bà ngoại đã dạy dỗ nên một người phụ nữ đảm đang khéo léo như là mình thì tôi cũng may mắn lấy được mình yêu vợ thương con lại hay làm hay làm. Tôi cũng chỉ mong con mình sau này nó lấy được một người chồng như ý nên là hay à mà sau này tôi có cháu nhá. Biết gì tôi cũng dạy hết đấy. Ừ, mà cháu tôi mà có được người bà như mình ấy thì đúng là may mắn đấy Ông ấy chỉ được khéo nịnh vợ thôi. Ừ mà thôi mình phải uh, vào để xem các con dậy chưa còn chuẩn bị để mà đón khách tới chúc tết nữa chứ vâng <laughs> hai vị khách mời chúng ta vừa được theo dõi một hoạt cảnh ngắn để thể hiện rằng là có những gia đình vẫn luôn quan tâm duy trì để đưa những cái nét văn hóa truyền thống, những sinh hoạt gia đình luôn được gắn kết và trao truyền một cách tự nhiên để những thành viên trong gia đình luôn được hướng tới những giá trị chân thiện mỹ và được dạy dỗ một cách tự nhiên nhất. thì từ câu chuyện này anh Sa Bình anh có nhớ lại một câu chuyện nào đó ngày bé ở trong gia đình của anh cũng như là trong dân tộc của mình không? À, vâng. Uh, khi xem cái tiểu phẩm này thì uh, nó có một cái không khí ma mắt là mình đang ở một cái gia đình của chính chính uh, người Mông mình bố mẹ mình. Cái mà sao mình rất ấn tượng trong cái câu chuyện uh, tiểu phẩm vừa rồi đó là cái tinh thần tức là cái muốn con cái họ tiếp nhận được cái nét đẹp trong cái tính cách bởi vì của uh, riêng với người Mông thì cũng có một cái gọi là cái cái tính tính cách của một người Mông nó như thế nào và khi xác bình thì cũng uh, không ở nhà nhiều cũng xa gia đình cũng khá là một năm thì đôi khi chỉ về một lần thôi tuy nhiên là khi còn nhỏ thì vẫn luôn được bố mẹ là phải thúc giục là phải dạy sớm à, dạy sớm lúc 6 giờ đừng quá dạy quá là muộn rồi những cái đó nó đơn giản thôi nhưng mà dần dần nó sẽ tạo cho mình một cái tính nét và cái đó nó như là một cái kỷ luật cho chính bản thân mình à, ngoài ra thì ngoài những cái yếu tố đời sống hàng ngày bình thường như vậy thì có những cái về cách mà uh, sao mình nghĩ là ở cộng đồng nào cũng có đó là cái cách đối đối nhân xử thế với ông bà uh, với bố mẹ như thế nào và với khách như thế nào và một cái nữa là cái nét truyền thống khi mà mình thực hành cái tín ngưỡng truyền thống thì con cái phải như thế nào tức là mình phải uh, ví dụ như trong người Mông thì khi vào dịp Tết á, thì họ thường có một cái gọi là Uh, tiếng bằng gọi là huplì có nghĩa là một cái lễ để mà thờ cống tự tiên thì uh, con con hoặc là cháu sẽ là người bưng hai cái co gà để đứng hai bên và ông bà những người có uh, tuổi tác cao nhất có vị thế cao nhất trong gia đình sẽ là những người mà thực hành cái nghi lễ đấy và khi còn nhỏ thì sao mình chính là người mà luôn luôn được, được bế co gà và đứng bên cạnh ông và bố thì đó là một cái hình ảnh mà làm cho mình luôn luôn nhớ và tránh những cái cao những cái ngôn từ đôi khi nó sâu xa quá mình không thẩm tháo được mình không à, hiểu được tuy nhiên là cái điều đấy nó am sâu vào trong tâm trí của mình và đó là một cái à, hình thức một cái tín ngưỡng một cái thử hành cái nét đẹp cái truyền thống của người mông à, và nó đã am sâu rất là à, vào cái tâm trí của mình thì xem cái tiểu phẩm này thì ra mình thấy là rất là gần gũi không hẳn là những bài học cần phải lý thuyết nhiều giáo điều nhiều phải như thế này phải như thế kia đôi khi chính những cách chúng ta đối xử với nhau chính những lời nói lời căn dặn của cha mẹ từ ngày bé đã hôn đúc dần và hình thành nhân cách cũng như là tư duy và lối sống của mỗi người trẻ vậy thưa ông thanh để những giá trị truyền thống được trao truyền được dạy dỗ và được chia sẻ một cách tự nhiên nhất hiệu quả nhất trong các gia đình thì theo ông yếu tố nào sẽ là quan trọng nhất ạ cái đánh giá con người từ từ bé rồi đi thì cái tiêu chí đầu tiên các gia đình giống nhau là mong con con cái là phải có cái chữ ngoan ngoan ngay các cháu đi học mầm non trở đi bao giờ cái đầu tiên cái phát phiếu cũng là phiếu bé ngoan thế thì cái ngoan ở đây ấy, thì nó lại gắn với cái bố mẹ dạy con về cái lời vâng dạ thế nào chào hỏi thế nào rồi nghe lời anh thế nào nghe uh, nghe lời bố mẹ thế nào nghe lời ông ông bà thế nào, rồi đi những lớp mầm non mẫu giáo rồi lên học rồi tiếp thì nghe lời thầy cô thế nào, vân vân thì nó là uốn nắn đi theo như thế. Mà cái nghe ấy thì nó đi theo cái điều là uh, tuân thủ. Ví dụ như là ngoan ngoãn vâng lời, thầy cô bảo thế nào thì nghe theo như thế. Thì nó có cái mặt tích cực của nó, nhưng nó cũng có cái mặt trái lại là tức là thụ động. Nó thiếu tính sáng tạo và cái ý thức cá nhân nó bị bị chìm khuất đi, chìm khuất đi. Thế thì uh, tôi cho là cái truyền uh, dạy uh, gia đình ấy, thì uh, luôn, luôn luôn là tiếp thu và bảo tồn những cái giá trị văn hóa truyền thống tích cực và tốt đẹp để mà dạy nó đào tạo ra một cái nhân cách con người. Uh, ví dụ như những nhân cách về trung thực, có trách nhiệm, rồi tôn trọng lẫn nhau, vân vân trong phạm vi gia đình đã sau mới dự mở rộng ra cái phạm vi quan hệ văn hóa dòng họ rồi quan hệ làng xóm quan hệ của nhà trường và quan hệ xã hội Sum họp là nếp nhà mà gia đình ông Nương gìn giữ. Ông bà có bốn người con, người ở gần, người ở xa. Những dịp tụ họp gia đình, dù bận thế nào, các thành viên cũng sắp xếp về quê được về nhà nhiều lần. Nó như mối sợi dây kết nối cái giá trị gia đình nó vô nó tuyệt vời mà cái đấy là cái giá trị cốt lõi của của gia đình. 20 năm được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, các thành viên thêm tự hào và gìn giữ những giá trị tốt đẹp. Các cháu nó giữ gìn được cái đạo đức, đặc biệt là cái truyền thống hiếu học. Thì uh, gia đình tôi đã làm một cái đôi câu đối là nên thợ, nên thầy nhờ chăm học có danh có thực bởi gắng làm. Những kỷ vật gia đình được gìn giữ hơn 70 năm qua. Bà Trường 94 tuổi thường dạy con cháu về nếp nhà qua những kỷ vật ấy. Ngày gia đình hàng năm, cả nhà cũng chuẩn bị những phần quà từ thiện. Chia sẻ, yêu thương là điều bà luôn muốn con cháu hướng tới. Gia đình là cái nơi mà giáo dục con người về tất cả toàn diện mọi mặt. Nếu mà gia đình có cái nền tảng giáo dục con cháu thì tất cả cái con cháu đó nay mai lớn lên trở thành một người tốt làm công dân của xã hội tích cực đây là một tập thể đầu tiên cái nôi văn hóa đầu tiên cái nơi nuôi dưỡng không phải chỉ là nuôi dưỡng bằng sữa mẹ nuôi dưỡng bằng cơm áo mà nuôi dưỡng cả tâm hồn bên cạnh những nét đẹp truyền thống của gia đình như Hiếu Thảo, Thủy Trung thời nay nhiều giá trị mới được bổ sung như tiến bộ văn minh bình đẳng mô hình gia đình có thể thay đổi nhưng gia đình luôn là điểm tựa tinh thần cho mỗi người bởi khi gia đình thực sự là mái ấm mỗi công dân hạnh phúc sẽ chung tay phát triển đất nước phồn vinh những giá trị tích cực và tốt đẹp thì luôn nên được uh, duy trì và gìn giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta quay trở lại hoạt cảnh một chút và Thanh Hằng muốn hỏi anh Gia Bình rằng uh, trong hoạt cảnh thì thấy rằng là uh, con của uh, hai vợ chồng này thì lớn đi đại học này và học đại học thì uh, sẽ va vấp cũng như là tiếp xúc với rất nhiều những cái văn hóa vùng miền khác nhau của các dân tộc khác nhau nữa. Vậy thì khi mà về với uh, bản làng về với gia đình của mình thì các bố mẹ có nên là tiếp tục À, bắt con em mình là vẫn phải à, tuân theo những cái phong tục, những cái nguyên tắc à, rất là à, truyền thống của dân tộc mình hay không? Điều đó có bắt buộc hay không? À, vâng, cái này thì uh, sẽ không có một cái câu hỏi, không có một cái câu trả lời chính xác là bắt buộc hay không bắt buộc mà nó phụ thuộc vào yếu tố của cái gia đình đấy nữa. Tuy nhiên ở một cái nhìn tổng thể thì hầu hết là với ông bà thì nếu ông bà không biết nói tiếng phổ thông thì bắt buộc là con cháu đi học về phải nói tiếng phổ thông với ông bà hoặc là ít nhất với bố mẹ thì cũng phải sử dụng một số cái ngôn ngữ mẹ đẻ còn nếu mà mình về với một cái tâm thế của một người gọi là tiếp nhận những cái hiện đại hóa và bưng nguyên cái của phố thị về với gia đình thì nó hoàn toàn là một cái phản cảm thì cái yếu tố là bắt buộc hay không bắt buộc thì như Sa Bình cũng chia sẻ là nó phụ thuộc vào cái cái gia đình đó cái yếu tố đó tuy nhiên là có một cái trong các cái yếu tố mà để quyết định một cái tộc người thì cái gọi là yếu tố về uh, tự giác tộc người là cái yếu tố cao cả nhất thì Sa Bình nghĩ là với các bạn trẻ đó thì họ phải ý thức được rằng họ đã ở đâu khi mình về nhà mình phải ý thức được rằng mình là à, tộc người nào, mình là con của ai và mình ở cái cộng đồng đó thì mình nên ứng xử làm sao cho nó hài hòa. Có thể có những cái mình ở thành phố mình rất là hay mình mang về mình chia sẻ với bố mẹ. Tuy nhiên nó phải ở khía cạnh là uh, chia sẻ những cái gì hay những cái gì tốt đẹp của những cái nơi phố thị còn không phải là mang những cái mà uh, nó quá là áp đảo để uh, đặt nguyên đẻ những cái điều đấy với lại gia đình thì sao mình nghĩ nó hoàn toàn là không hợp lý đến với câu chuyện của anh thì Thanh Hằng được biết anh cũng rời xa gia đình của mình từ rất là sớm, từ năm 14 tuổi và anh vào trong miền Nam để lập nghiệp và theo đuổi ước mơ của mình. Vậy thì kể từ khi mà rời xa gia đình thì anh có còn nhiều cơ hội để thực hành với ngôn ngữ cũng như là phong tục của dân tộc mình hay không? À, vâng, chính xác thì cũng ở trong xa mình đi, gọi là khi mình đi như vậy, mình mình sống ở một cái môi trường mà tách biệt ra cái gia đình của mình À, thì lúc đấy thì năm cách đây khoảng cũng khoảng mười mấy năm thì cái gọi là điện thoại này kia thì cũng rất là hạn chế lúc đấy mình còn viết thư tay để gửi về gia đình thì thực sự là cái mà như cái năm đầu khi mình chưa phai mở đi cái ngôn ngữ cái tâm thức về các cái tín ngưỡng các cái uh, thực hành văn hóa của tập người thì mình vẫn còn cảm thấy bình thường tuy nhiên khoảng uh, năm năm trở đi thì mình cảm giác là mình uh, khóc khắc muốn được nói một cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình với cái cộng đồng của mình và đó cũng là một trong những lý do mà khi năm 2004 2004 thì sao mình ở trong uh, thành phố Hồ Chí Minh thì đã lúc đấy thì cũng có Facebook rồi mình cũng lên mình tìm xem có bạn bè nào không có nhóm nào của người Mông họ ở trong đấy không để mình có thể thử hành cái ngôn ngữ đấy và mình có thể là mình có những cái À, chia sẻ nó mang tính như gọi là uh, văn hóa của cái tộc người đấy thì uh, thực sự là khi mình ở xa như đấy thì với một khoảng uh, thời gian nó lâu dài thì nó là một cái điều rất là khó khăn với một người như sao mình là khi ở nhà thì dường như là mình nói tiếng phổ thông còn chưa tốt à có rất là nhiều các cái ngôn từ của uh, tiếng phổ thông mà mình còn chưa hiểu nghĩa được của nó thì với cái sự am sao về cái văn hóa truyền thống như vậy và phải sống xa gia đình như vậy à, một cái khoảng thời gian dài thì thực sự nó khá là khó khăn à, tuy nhiên là sao mình cũng đã gọi là khi mà mình ý thức được rồi thì mình có cái sự phát triển về các cái mạng xã hội rồi thì mình cũng tham gia vào các cái nhóm và mình cũng có trao đổi và mình cũng có tham gia các hoạt động thì đấy cũng là những cái hình thức để mình tiếp tục mình thực hành cái văn hóa của mình. Thì sao mình nghĩ là dù ở xa thì nếu mà chúng ta ý thức rất rõ ràng về cái câu chuyện là chúng ta là con người của dân tộc nào thì sao mình nghĩ là sẽ có nhiều cách để chúng ta tiếp tục là chúng ta thực hành cái điều đấy. anh đã 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 vấp phải một cái sự khác biệt nào đó từ khi mà mình có thời gian dài mình sống ở thành thị và khi mình về với gia đình của mình anh đã đã từng trải qua một cái mâu thuẫn nào đó chưa Khi mà ở uh, thành phố Hồ Chí Minh á, thì uh, cái sự va đập nó đến từ cái yếu tố chính trong con người mình và với cái uh, tác động ngoài xã hội thì với uh, bản thân mình thì nhiều khi mình cảm thấy được rằng mình dần dần mình mất đi cái cái cá tính của một cái tổng người đấy mình mất đi cái kết nối đấy dù là mình cũng có những cái sự kết nối có như sự trao đổi Tuy nhiên nhiều khi nó ở một cái khoảng khắc nào đó mình tự tự trách lại bản thân mình là mình có còn là một cái tộc người đấy hay không? Bởi vì à, dường như là cái yếu tố ví dụ trang phục cũng là một cái yếu tố để quyết định mình có phải là cái tộc người đấy không? Yếu trang phục thì mình không mặc, ngôn ngữ thì mình ở một cái thành thị như thế thì mình không biết phải nói chuyện với ai bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ rồi rất là nhiều cái yếu tố khác ngoài cái yếu tố tự giác cái tộc người là mình vẫn nghĩ là mình là người dân tộc mông thôi. À, đó cũng là một cái tự van đập chính chính cái nội tâm của mình còn có những cái là tác động từ bên ngoài bởi vì khi mà à, cái tên của mình thì đã tức là khi mà có nhiều bạn khi mình đi học thì khi họ nghe tay của mình thì họ cũng biết là mình không phải là người kinh mình là một cái tộc người thiểu số nào khác thì cũng có những cái sự um, nào đó thì uh, có cái sự vác đập có như cái sự mà mâu thuẫn về cái yếu tố văn hóa hoặc là cái yếu tố vòng miệng thì đó là những cái mà uh, sa bình khi mà sống xa gia đình thì cũng đã cảm nhận rất là sâu sắc về những cái điều đấy nhưng hiện tại thì anh đã chia sẻ rằng là trong một năm thì anh cũng sẽ chỉ có khoảng một vài dịp để về với gia đình của mình thôi. Thế vậy thì khi mà về với gia đình, về với tập người của mình ấy, thì anh đã làm như thế nào để có thể hài hòa mọi thứ để cho các cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ và vẫn rất là nồng ấm? À, thực sự thì khi mình về nhà nó là một cái cảm giác rất là thoải mái. Không, không quá là áp lực mà dường như mình tìm lại cái tuổi thơ của mình. À, tất nhiên là cũng có những cái sự thay đổi nhất định. À, tuy nhiên là À, mình cố gắng là mình sẽ luôn nói với ông bà bố mẹ bàn tiếng mẹ đẻ và bên cạnh đó thì mình còn tại vì mình đã mình là thế hệ trẻ mình có sự tiếp nối của hiện đại nhưng mà cũng có cái gọi là về về nhận thức trí thức à, cũng là người đi học và hiểu như thế nào là văn hóa truyền thống nên là khi mình về thì mình cũng có các cái cháu nhỏ à, thì mình cũng có gọi là chỉnh sửa hoặc là định hướng các em nhỏ đấy ví dụ như là nhiều khi các em nó khoảng năm sáu tuổi sáu à, bảy tuổi đấy thì các bạn ấy toàn nói tiếng phổ thông với mình thôi nhưng mà mình cứ cố gắng mình đáp lại bàn tiếng mông à, nói câu nào mình đáp tiếng mông và cứ nói trả lời được bàn tiếng mông thì mình sẽ đáp ứng cái yêu cầu đấy của các cháu thì đó là những cái mà à, khi trở về nhà thì mình có những trải nghiệm rất là thú vị như vậy vâng. Thời cuộc thì có nhiều biến thiên tuy nhiên văn hóa gia đình vẫn luôn được kế thừa và trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác qua đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Tuy nhiên chúng ta đang đứng giữa hai dòng truyền thống và hiện đại. Với sự hội nhập như thế này để đáp ứng được sự phát triển một cách bền vững của đất nước thì theo ông Thanh, ông có thể chia sẻ thêm những góc nhìn của mình về việc làm như thế nào để hài hòa để chúng ta có thể cộng hưởng được những giá trị tốt đẹp của truyền thống bên cạnh đó vẫn đáp ứng được những yêu cầu của thời đại hội nhập hiện đại ạ. À? Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã chỉ rất rõ là khái quát lại những cái 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 giá trị của văn hóa gia đình để mà, mà cho các cái cơ quan ban ngành chức năng hướng tới ví dụ như là giá trị về một gia đình an toàn, một gia đình có trách nhiệm, một gia đình có bình đẳng giới và một gia đình có đảm bảo được cái quyền con người. Thế trên cơ sở đó thì phấn đấu làm sao để để đi đảm bảo được các cái hoàn thiện được các cái giá trị Ờ, giá trị ở trong cái không gian văn hóa gia đình ấy là uh, làm sao là để cuộc sống ấm no, cuộc, sự, uh, cuộc sinh hoạt tiến bộ và cái gia đình hạnh phúc và cái gia đình văn minh tiếp cận được với cái khoa học hiện đại chính chúng ta không thể là thể, thể, thể đi theo những cái uh, phá hoại những cái môi trường sinh thái rồi mất vệ sinh sinh ra bệnh tật uh, vân 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 thì đấy là cái 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 tầm vĩ mô đã chỉ ra như thế, nhưng mà đi vào cụ thể thì nó lại có đòi hỏi ấy, các nhà quản lý văn hóa và chính quyền các cấp ấy, này có cái sự vận dụng rất là linh hoạt làm sao cho phù hợp với từng cái điều kiện khí hậu, thời tiết, phong tục tập quán và các cái điều kiện sinh kế ở từng địa phương, từng nhóm người, từng nhóm gia đình. Thế thì có như thế thì chúng ta mới đảm bảo được là, là cái văn hóa gia đình ấy nó vừa phù hợp, vừa hài hòa và kết hợp một cách rất hài hòa giữa bảo vệ giá trị tốt đẹp của văn gia gia đình truyền thống nhưng đồng thời tiếp nhận những cái giá trị tốt đẹp của các cái gia đình hiện đại. Kính thưa quý vị, giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam là sự kết tinh của văn hóa gia đình và văn hóa của dân tộc. Điều này thì sẽ chi phối nhận thức, hành vi của các thành viên trong gia đình và từ đó đặt nền móng cho sự phát triển của gia đình trong hiện tại và tương lai. Làm thế nào để có thể giữ gìn những nét đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống kết hợp với những giá trị của gia đình Việt Nam hiện tại? sẽ tạo nên một sức mạnh nội sinh để góp phần tạo nên nền tảng xã hội tốt đẹp và hình thành một bản sắc văn hóa Việt Nam đậm đà hòa cùng dòng chảy của hội nhập. Chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin cảm ơn sự chia sẻ và những góc nhìn của hai vị khách mời. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.